Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của phản ảnh hay phản xạ. Từ đơn giản, phản ảnh là gì? Phản xạ là khi ánh sáng bật ra khỏi một vật thể. Nếu bề mặt nhẵn và sáng bóng giống như thủy tinh, nước hoặc kim loại được đánh bóng thì ánh sáng sẽ phản xạ ở cùng một góc khi nó chiếu vào bề mặt. Đây được gọi là phản xạ đặc trưng. Tại sao gọi là phản xạ? Phản ảnh xuất phát từ ý tưởng, tự kiểm tra, tự sửa đổi và nhân rộng. Phản ảnh bản thân của mình với mục đích thay đổi trong lập trình. Bạn sử dụng phản xạ để kiểm tra cấu trúc của tính chương trình trong ngữ cảnh, sử dụng nó thay vì kiểm tra nó. Làm thế nào để bạn viết một phản ảnh? Thứ nhất, giới thiệu. Thứ hai, thân bài. Thứ ba, bước 1, tạo chủ đề chính. Bước 2, động não các ý tưởng và kinh nghiệm bạn có liên quan đến chủ đề của mình. Bước 3, phân tích cách thức và lý do tại sao những lý tưởng, ý tưởng và trải nghiệm này lại ảnh hưởng đến việc diễn giải chủ đề của bạn. Làm thế nào để bạn bắt đầu một phản ảnh? Giới thiệu chủ đề của bạn và quan điểm bạn định làm về kinh nghiệm và học tập của mình. Phát triển quan điểm của bạn thông qua các đoạn nội dung và kết luận bài viết của bạn bằng cách khám phá ý nghĩa và bạn rút ra được suy nghĩ của mình. Bạn có thể thấy những câu hỏi được liệt kê ở trên có thể giúp bạn lập dàn ý trước khi viết bài. Công dụng của phản xạ là gì? Phản chiếu thường được sử dụng như một phần của kiểm thử phần mềm, chẳng hạn như để khởi tạo các đối tượng giả trong thời gian chạy. Phản ảnh cũng là một chiến lược quan trọng để lập trình siêu hình. Trong một số ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, chẳng hạn như C# và Java, phản ảnh có thể được sử dụng để bỏ qua các quy tắc nợ năng thành viên. Tư duy phản xạ là gì? Quan trọng suy nghĩ và suy nghĩ phản xạ thường được sử dụng đồng nghĩa. Dewey 1933 gợi ý rằng tư duy phản ảnh là sự cân nhắc tích cực, kiên trì và cẩn thận về một niềm tin hoặc một dạng kiến thức được cho là về những cơ sở hỗ trợ kiến thức và kết luận tiếp theo mà kiến thức đó dẫn đến. Ai sử dụng thực hành phản xạ? Thực hành phản xạ là một cách học tập kinh nghiệm của bản thân để cải thiện cách bạn làm việc. Nó rất hữu ích cho các chuyên gia y tế muốn tiếp tục học tập trong suốt cuộc đời của họ. Hành vi phản ảnh là một cách tuyệt vời để tăng sự tự tin và trở thành một chủ động hơn và có trình độ chuyên môn. Tại sao sự phản ảnh lại quan trọng như vậy? Suy ngẫm là một quá trình khám phá và kiểm tra bản thân. Các quan điểm, thuộc tính, kinh nghiệm và hành động tương tác của chúng ta, nó giúp chúng ta có được cái nhìn sâu sắc và biết cách tiến về phía trước. Phản ảnh thường được thực hiện dưới dạng viết. Có thể vì điều này cho phép chúng ta thăm dò phản xạ của mình và phát triển chúng một cách chu đáo hơn. Kỹ năng phản xạ là gì? Suy gẫm có nghĩa là phân tích kinh nghiệm của bản thân để cải thiện cách bạn học tập hoặc làm việc. Đó là một cách kỹ năng có giá trị, có thể giúp người học và chuyên gia tích lũy kinh nghiệm, sự tự tin và nhận thức về bản thân. Suy tư trong cuộc sống là gì? Nếu bạn suy gẫm và những điều bạn đã làm đúng, để những thành công của bạn đã làm đúng bao nhiêu phần trăm, những điều tốt bạn đã làm trong cuộc sống của mình. Nếu không có sự suy ngẫm, thật dễ dàng để quên những điều này và thay vào đó tập trung những thất bại của chúng ta. Phản ảnh kinh thánh là gì? Từ suy tư có nghĩa là cân nhắc cẩn thận, sửa chữa những suy nghĩ về điều gì đó và thiền định. Nghĩa ban đầu từ này là gấp lại, uốn cong trở lại. Vì vậy, suy tư có nghĩa là xem xét và suy nghĩ về một điều gì đó sẽ xảy ra trước đó.
Phản ảnh tâm linh có nghĩa là gì? Suy ngẫm, suy nghĩ hoặc cân nhắc nghiêm túc. Suy ngẫm, cân nhắc, thiền định, suy ngẫm. Bạn có biết rằng điều hiệu quả nhất mà bạn có thể làm để tăng tốc độ và phản ảnh phát triển tâm linh sâu sắc hơn là suy ngẫm về ý nghĩa của kinh thánh trong cuộc sống của bạn không? Phản ảnh hàng ngày là gì? Một suy nghĩ ngắn hàng ngày không gì khác ngoài một thói quen lành mạnh. Suy ngẫm đều đặn hàng ngày là một thói quen tích cực, giống như bất kỳ thói quen lành mạnh và có lợi nào khác. Từ tập thể dục đến đọc sách và biết ơn, mỗi thói quen đều có 3 yếu tố chính. Phải có một yếu tố kích hoạt, một hành vi bạn thực hiện và cuối cùng, một phần thưởng mà bạn được hưởng. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.